cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche inseguendo con sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una favola, è dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Vận động viên mà xương khớp yếu quá lứa tuổi thi đấu không được vào.
2, 4, 6, 8, 10 kiểm tra tư binh. Ngày hôm qua thì anh em dùng rất nhiều. Tăng dây. Xin mời các bạn tham gia 8 3 4 thi đấu.
Xin mời hai đội tuyển thi đấu A8 và A4 đã chuẩn bị. Vận động viên của A8 trả dây. Ok. Ăn dây. Các vận động viên của lớp A4 thắng với tỷ số 2-0. Một trận thi đấu rất căng của hai đội B1 và B3 với phần thắng nghiêng về các vận động viên của B1. Đổi sang thi đấu ở trận thứ hai. Ngày hôm qua thì các vận động viên của B2 và A5 đều tập huấn ở Liên Hồng Châu. Chúng tôi cũng hẹn chuẩn bị. Các vận động viên của đội tuyển lớp A5 thắng B2 tỷ số 2-0. A2 và A4. Trả dây. Dừng dây. Căng dây. Đội tuyển A4 thắng A2 với tỷ số 2-0. Trận bán kết thứ hai giữa B1 và A5.
Hồ Đình Vương được kỳ cựu Thanh Hằng. V1 chuẩn bị. Căng dây. Hiệp thi đấu thứ nhất, các vận động viên từ V1 thắng A Lam, hai đội sân tận bình đoàn. Chú ý chúng ta thả lỏng tay một chút cho nó đỡ căng tay. Vận động viên chú ý thả cẳng tay một chút ạ. Căng dây. Đội B1 thắng A Lam với số 20. Vừa mời tất cả các bạn và quý thầy cô thân mến, và ngày hôm nay là trận chung kết giải kéo co để chào mừng 25 ngày trở về của cựu học sinh liên khóa 2001-2004. A4! Bên tay phải là đội tuyển B1. Và xin mời hai đội tôi đứng dậy để. Đứng tiền nha. Quay sang đây nè. Của các câu lạc bộ môn kéo co và đá bóng chiều nay chúng ta sẽ trao giải theo đúng lịch của ban tổ chức. Hiệp thi đấu thứ hai, xin mời các vận động viên chúng ta chuẩn bị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trago la mia. Gấp Linh ơi, gấp đi. Cũng là bóng của thầy Thu Tùng. Mấy rồi, mấy mày. Này. Thu ngồi vào đây. Ra mà đứng cổ vui. Ôi, mất rồi. Hùng không tới. Đấy, chân. Cháu về về gôn để bạn này. Bạn này. Ủa, chiếc phạt của thầy Trần Phương. Đó thì tôi chứ không. Ăn luôn rồi. Kìa, kìa, bao. Vẫn là cái hình ảnh. Đây, 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 cố lên. Cố lên nha. Cố lên, bạn ơi, cố lên. Kia, coi em đó, coi em, mạnh rồi, 35 và 45 là tuyệt vời. Linh Bích Thuận với Linh ấy này. Ủa, đội bóng của Nhật Quyền. Kia. Đây thì trọng tài Nguyễn Văn Hiếu đang điều khiển. Cự ly đá phạt cho hàng rào của đội tuyển Nhật Quyền. Thủ môn này mình nên xa vậy. Đọc đi. Hùng cho một quả vào đi. Thủ môn thôi, lên tận đây vậy. Con về đi. Hùng xa vậy. Đấy, nó tấn công đấy. Trời ơi, thủ môn. Trời ơi. Cố lên. Cố lên. Ở một chân người bóng thủ của các cầu thủ nào phía ngoài sân là Linh đang lừa bằng ở Lâm Hồng. Một những điều tối bằng thường có một bóng dáng giống như thủ môn Nana của vận động viên Trung Quốc. Ở Mau U thầy số 7 này. Đấy, thầy số 7 đấy nhanh lắm ấy. Đấy. Kia. Rồi, hồi mật bảo. Đấy, vào chân. Mau quá rồi. Đẹp thế. Quả này xong rồi mọi người nhá. Có này, chết rồi. Thầy số 7 này. Chết rồi. Ôi ơi sợ.
của các thầy trường trung học phổ thông Tây Tiền Hải và đội tuyển cựu học sinh liên khóa 01-04. Anh Tuấn. Dáng chạy rất thong thả. Tất cả những tình cảm của các bạn. Cắm ở trên nơi, không di chuyển nhau. Trường trung học phổ thông Tây Tiền Hải thì ngày hôm nay được thể hiện qua các hoạt động. Ngồi về, mất chưa? Mất thắng đấy. Chết. Hít vào. Để tưởng tượng sự bắt tràn hết lên. Chỉ để phân sân vào cho thầy Hải. Rất nhanh. Cú sửa bóng rất của đội tuyển của thầy gần như đã bị bào mòn rất là nhiều với sức trẻ của các cầu thủ học sinh. Duy Ngọc, Thế Hải, một cú khống chế lập bập của Thế Hải. Những cầu thủ 01-04 mong muốn như là câu giờ để cho trận thi đấu ngày hôm nay được hòa không bàn thắng thì phải. Những cú sút 10-10 mà hầu như các cầu thủ cựu học sinh đá ra ngoài. Rất quyết liệt. Cú đá biên của các thủ đội tuyển các thầy. Vào. Không vào. Bóng hơi cao sau tầm với của thầy Tô Hải. Duy Ngọc. Không vào. Đưa thì trọng tài này nào. Đấu viên, penalty.